Hello anh em, lại là mắc mắt bên tình đây. Hôm nay Max sẽ gửi tới anh em một sản phẩm vợt thuộc phân khúc giá rẻ nhưng mà lại cực kỳ ngon, đó là vợt IXE Good War. Thì chúng ta đã biết đến rất nhiều dòng vợt IXE gần đây rồi, một cây vợt giá rẻ, thiết kế đẹp, chất lượng ngon, căng ký cao và chơi rất là hay trong phân khúc tầm à, dưới um, 8 900 đến dưới 1 triệu. Đó thì nó đây là một sẽ là một cây mà mình cũng rất là ưng ý anh em ạ mặc dù nó rẻ thôi nhưng nó lại khoác trên mình một cái 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 bề ngoài cực kỳ sang xịn mịn chỉ cần nhìn thấy cây vật này thôi chúng ta có thể nghĩ ngay tới cây vợt Jonex Astrox 99 Navi một cây vợt là mưa làm gió trong nửa cuối năm vừa qua 2023 có thời điểm những cây cũ lên đến giá 5 triệu những cây mới lên tới giá 10 triệu 15 triệu một cây đó để chúng ta thấy được cái độ hot của nó thì để tiếp theo cái trend của Astrox 99 Navi thì IE đã rất là nhạy bén đã ra cho ngay ra ngay một cây vật IE Hot World trên mình cái bộ áo đấy bộ giáp đó để chúng ta thấy được cái độ hot của nhà Zonex đã tạo trend trong cái thời gian vừa qua thì cái cây vật này màu chủ đạo của nó nhìn rất na ná cây Astrox 99 Navi thì cuối chuôi cán nó là màu vàng anh em nhé màu vàng camel rất đẹp kéo theo đó là dãy chữ được thiết kế tối giản IE Google được kéo được tan màu theo màu của ad 99 Navi anh em nhá và mặt vật của nó thì lại rất là mạnh mẽ được kết hợp giữa màu đen hai tông màu đen trắng đối lập tạo nên sự hắc bạch vô thường đó cho anh em thấy một cái vật rất khỏe khoắn mà lại khoa lại đi theo nó lại là một cái 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 sự tinh tế và đẹp mỹ miều luôn anh em ạ thì chuôi cán của cây vật IE là dòng vợt cao cấp nên được sử dụng để vân carbon 3D rất đẹp. Những vân họa tiết này chúng ta chỉ được thấy trên những cái dòng vợt cao cấp của nhà Lining và Mizuno anh em nhé. Và VS nữa thì bây giờ IE cũng được đã làm như vậy rồi chúng ta có thể thấy được cái vân carbon rất rất đẹp luôn. Và trên chuôi vợt thì chúng ta được dán được thông số nhưng toàn bộ đều là tiếng Trung. Chúng ta nhưng bản thân mình không thể hiểu được và có tem bảy màu và mã QR của nhà xuất xưởng của IKE Air. đó. Một sản phẩm nó được làm rất trau chuốt và tinh tế về màu sắc cũng như là hoàn thiện sản phẩm. Đó mình đánh giá rất cao hàng Woodwell à, hàng IKE lần này, mình thấy rất đẹp anh em ạ, rất đẹp. Còn tất nhiên khi chúng ta so sánh cây này với cái Astro 99 Navi của nhà Yonex thì là một cây vật nó thuộc dân khúc gần như đắt nhất cái thời điểm nó ra rồi. Thì tất nhiên nó không thể nào so sánh được nhưng mà rõ ràng Cây này nó ở trong phân khúc giá thấp Thì nó lại là ông trùm luôn rồi Trùm phân khúc đấy rồi Đó nhá anh em nhá Cây này nó thuộc dòng nhẹ 5U 5U bao nhiêu gam đây Cây này thì nó lại không nói là gam bao nhiêu Nhưng có cán cầm G5 Thì cây này mình cầm nó là khoảng 4 hay 5U gì đó Anh em ạ Nó thuộc dòng giữa 4U và 5U Và nó thuộc dòng nặng đầu nhá Nặng đầu cây này lên đến 300mm anh em ơi với cái trọng lượng là 300mm này thì là cây vật nặng đầu và chắc chắn sẽ cho những cú công áp đảo đó trợ lực cuối sân những của phải tay những quả trái tay cực kỳ ngon anh em nhé đó rất hiếm khi mình thấy cái cây vật nào nó đẹp mà nó lại cho cái thông số dễ hấp dẫn như cây này đó những anh em mà mà các bạn nào mà tay trung bình nhé các bạn nào tay trung bình thôi vẫn có thể chơi cây này cực nổ luôn để chúng ta hãy đầu tư cho anh em một cây này và căng cho mình có mặt lưới nào đó mà gọi là ok một chút thì rõ ràng khi mà cầm ra sân thì những chỉ cần những pha chạm cầu đầu tiên thôi chúng ta cũng có thể thấy được những cái mà mà cái âm thanh của nó mang lại và các thứ rất là sướng chả và chắc chắn rồi mình sẽ phải lên sân với cây này rồi bởi vì cây này nó rất đẹp mình rất thích mình sẽ lên sân cây này để cho mình sẽ có cái review cực kỳ là khách quan cho anh em nhé anh em nhé anh em có thể thấy nó rất đẹp luôn đó công nghệ này rất rất hot đây anh em thấy chưa các cái lỗ gen nó đóng cũng rất đẹp luôn nếu mà những cái vật giá rẻ thì sẽ không bao giờ cho được cái, cái khả năng hoàn thiện sản phẩm cao cấp như cây này được chắc chắn là sẽ không có đâu anh em nhá đây và logo IKEA được làm sáng bóng mình thấy các họa tiết của mặt vợt mình rất ưng luôn đấy rất rất đẹp oh. rất rất đẹp anh em ơi, wow, phải quả thật với các bạn mình hiếm khi mình thấy cây vật nào giá rẻ mà nó cái mức độ hoàn thiện sản phẩm và cái 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 màu sắc nó cái gam màu nó làm cho hot như cây này anh em ạ, rất đẹp luôn phải nói là như vậy và với cái thông số này thì mình nghĩ là nó phù hợp với tất cả những người chơi các bạn trẻ bây giờ kể cả những người mà người lớn chơi mà có, có trình chơi trung bình ấy lực tay trung bình thì chơi cây này vẫn rất rất ok nhé và cây này cho ký căng rất cao lên tới 13 kg anh em nhé à đâu 13,5 kg bao tận 28 30 l là maximum là 13,5 kg thì cây này cái phong cái khung của nó rất rất khỏe và, và mình thấy nó được thiết kế theo kiểu khí động học ấy. rất rất đẹp mỏng mỏng nhẹ đũa vật nhỏ lướt gió anh em ạ wow Ok. Nếu anh em mà thấy video này hay hãy like cho mình một cái động viên và ừ, chi tiết sản phẩm mình sẽ để ở bên dưới video, chúng ta có thể tham khảo thêm. Và anh em đặt mua thì đã có liên hệ ở góc màn hình. Chúng ta có thể liên hệ với shop để được tư vấn kỹ hơn để được đặt hàng mua đảm bảo uy tín hơn. Có thể các bạn mua ở đâu thì mình không biết. Có một số shop đang bán với giá 500 dự 8 600. Nhưng mà đến với shop mình thì giá rất rất rẻ, còn dưới 500 các anh em. Ấy... Đó. Và lại còn được tặng nhiều quà tặng khuyến mãi đi kèm, rất rất hay, ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh, nhớ đăng ký kênh nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.